Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động. Chúng tôi rất vui vì được gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng hôm nay ngày 24 tháng 7. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi điểm qua những thông tin nóng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ vừa qua. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên xây cầu vượt tại một số nút giao trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Trong đó, vốn lớn nhất là dự án cầu vượt nút giao ngã tư 4 xã, quận Bình Tân, Tân Phú với gần 2.400 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng gần 2.100 tỷ đồng. Hai nút giao ở nội thành là ngã 7 Điện Biên Phủ, Ngô Gia Tự, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong và nút giao ngã 6 Nguyễn Tri Phương, Ngô Gia Tự, Nguyễn Chí Thanh được đề xuất chi 800 tỷ xây cầu vượt. Tại quận Gò Vấp, nút giao Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị nổi tiếng kẹt xe được đề xuất chi 400 tỷ đồng xây cầu vượt dài 500 mét. Từ năm 2023 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai việc thực hiện chủ trương thanh toán thông qua mã QR code. Khách hàng sẽ được áp dụng tình huống linh hoạt bằng ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh thanh toán điện tử, thực hiện ứng dụng thanh toán điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 87,07%, vượt chỉ tiêu đặt ra là 50%. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được tỷ lệ hài lòng trên 90% của người dân, khách du lịch, doanh nghiệp đối với chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị này. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết các khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh, bổ sung của dự án xây dựng hạ tầng kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên. Để giải quyết các vướng mắc và đảm bảo tiến độ dự án, chủ đầu tư đã đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung thêm 1.570 tỷ đồng vào tổng mức đầu tư, nâng tổng mức đầu tư của dự án lên 9.770 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cúp nước tại một số khu vực quận 1, quận 11, quận Bình Tân, quận Tân Phú từ tối 24 tháng 7 đến 26 tháng 7. Để thực hiện đóng van, khoanh vùng rò rỉ, giảm thất thoát nước tại quận 1, thời gian gián đoạn cung cấp nước từ 22 giờ ngày 24 tháng 7 đến 5 giờ ngày 25 tháng 7. Quận Tân Bình, thời gian cúp nước dự kiến 23 giờ 30 ngày 24 tháng 7 đến 5 giờ ngày 25 tháng 7. Quận Tân Phú, thời gian dự định cúp nước từ 23 giờ 30 ngày 25 tháng 7 đến 5 giờ ngày 26 tháng 7. Quận 11, từ 1 giờ đến 4 giờ ngày 25 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp đến nay đã 7 năm vẫn chưa xong, gây khó khăn cho người dân khi lưu thông, nhất là vào giờ cao điểm. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên. Mở đường lâu rồi, nhưng mà nói mở đây là lên 2 tấc rưỡi, còn dưới kia 2 tấc mấy mà cũng thấy lên đường rồi đó. Mà tới nay sao không có, chắc không có, là nước không biết sao. Hôm trước chập lắm, mà giờ làm hết rồi con, rồi cái đường bên kia là tự em bỏ ra làm đó. Ô, hùng rợ tiền, vòng hùng rợ làm đường đó, ngập lúc cái nhà luôn. Bây giờ có làm ăn buôn bán gì, mỗi nhà ta phải tự sang lắp rồi tự sửa lại chứ. Hồi xưa đây nó như cái hố mà, tức là khi người ta chỉ làm đường thôi, móc hai bên đây nó bày hay lắm. Rồi buôn bán làm ăn đâu được, thì bắt buộc người ta phải bỏ tiền ra, sửa lại rồi làm nền, làm lắp rồi hố ga, hố kiết gì, chú phải tự làm đó chứ. Kêu thành phố lên, kêu thành phố đường dây nóng gì mà 3-4 lần xuống chụp hình rồi thôi, có làm đâu. Ở nhà cũng tự làm đó. Chú đi hàng sắt, hàng hố ga vậy nè. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng Sài Gòn của chúng tôi. Bản tin được phát sóng lúc 19 giờ từ thứ Hai đến Chủ nhật trên laodong.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.